Hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiến Châu. Mình chúc các bạn một ngày mới được vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề có nên bón phân hữu cơ suốt cho cây mai không và không dùng tới phân vô cơ hay không, và tầm quan trọng của phân hữu cơ như thế nào. Thì phân hữu cơ là loại những loại phân nào? Rồi gồm phân chuồng. Như đây mình có phân bò, phân gà nén. Phân này cũng lấy từ phân chuồng, phân gà các bạn, mà nó làm ra. Phân trùng quế, phân hữu cơ vi sinh. Ngày nay khoa học đã tiến bộ thì người ta sẽ chế ra những cái loại phân hữu cơ vi sinh làm tăng thêm cái hàm lượng dinh dưỡng cho phân hữu cơ, phân hữu cơ sinh học. Đó. Này cũng áp dụng công nghệ để mà người ta tích hợp vô được nhiều dinh dưỡng hơn. Thì phân hữu cơ thường á thì hàm lượng NPK của nó rất là thấp nha các bạn. Thì mình nói về thành phần hàm lượng NPK của nó, thì NPK nó dao động khoảng từ 3-4% thôi, và nó chứa trung và vi lượng luôn các bạn. NPK nó đạm lân kali đó, nó dao động khoảng từ 4% trở lại các bạn. Thì có một số phân người ta áp dụng khoa học vô thì cái hàm lượng nó có thể tăng lên dưới 10%, như cái phân này, phân hữu cơ vi sinh này, thì phân hữu cơ sinh học này thì hàm lượng NPK của nó như là ở đây là đạm của nó tới 10%. Đó, người ta áp dụng khoa học người ta có thể làm tăng cái dinh dưỡng của NPK lên, hàm lượng NPK lên. Thì phân hữu cơ này nó chứa đầy đủ đa trung vi lượng nha các bạn. Đa lượng là NPK, trung lượng là magie, lưu huỳnh, canxi, và vi lượng là gồm có đồng, sắt, kẽm, bo, clo, mangan, đầy đủ hết các bạn. Nhưng mà cái hàm lượng dinh dưỡng đa trung vi lượng trong phân hữu cơ thì nó rất là thấp. Giờ mình nói có thể bón cho cây mai mình phân hữu cơ không mà không phải xài phân vô cơ được hay không, thì mình nói được. Đối với những các bạn trồng mai không cần kinh doanh, để cho cái cây mình nó bền, thì mình chỉ nên xài phân hữu cơ thôi các bạn. Nhưng mà các bạn bón phải đúng liều lượng nha các bạn. Phân hữu cơ là nó hạn chế là gì? Nó hạn chế là bón quá nhiều các bạn. Bón quá nhiều thì nó sẽ không có, bộ rễ nó sẽ không hấp thu được dinh dưỡng. Còn ngược lại, bón đúng liều lượng, bón cân đối thì nó sẽ giúp cho cây mình nó bền và nó tuổi thọ nó cao các bạn. Sở dĩ những nhà vườn kinh doanh người ta xài thêm phân vô cơ vô là để làm gì? Tại vì thành phần trong phân hữu cơ nó rất là thấp, không đủ cung cấp cho cây để mà cạnh tranh với lại các cây của nhà vườn khác, để người ta mua bán hoặc là trao đổi hoặc là cho thuê đó các bạn, thì người ta mới xài phân vô cơ thêm. Vì nếu hàm lượng phân dinh dưỡng trong phân hữu cơ nó thấp mà các bạn bón nhiều lại không được, thì làm sao phải ta tăng hàm lượng nó được. Bởi vậy người ta chỉ tăng bằng cách là sử dụng phân vô cơ vô. Thì vì phân vô cơ thì hàm lượng dinh dưỡng NPK đa trung vi lượng nó rất là cao, nó cao hơn phân hữu cơ 5-10 lần. Mà hàm lượng dinh dưỡng cao thì không đòi hỏi được ở phân hữu cơ nha các bạn. Đó, nhược điểm phân hữu cơ là như thế. Phân hữu cơ không thể bón được nhiều để mà tăng cái hàm lượng NPK đa trung vi lượng lên. Bởi vậy người ta mới bổ sung phân vô cơ. Còn các bạn mà trồng ở nhà, cây của mình muốn bền theo thời gian, nhất là những cây nguyên thủy á, muốn bền theo thời gian, trồng bền được 30 năm, 40 năm, 50 năm, thậm chí hơn, thì các bạn xài kha phân, các bạn không quan trọng tới việc mà bông nhiều bông ít,
cho bông nhiều ở lúc Tết đó, thì các bạn xài phân hữu cơ cho mình đi. Hữu cơ thì đương nhiên là bông nó không có bằng người ta bón phân vô cơ rồi, nhưng mà được lại thì nó bền. Người ta thường nói là được này mất kia đó các bạn đó. Thì mình nói sơ về, có nhiều bạn hỏi có nên bón phân hữu cơ này trộn với phân vô cơ không, thì mình nói không nên trộn chung nha các bạn. Theo kinh nghiệm nhiều năm của mình, không nên trộn chung. Ai trộn chung làm gì làm, mình cứ làm riêng. Mình nhắc lại là ví dụ mình bón giữa hai lần phân hữu cơ với nhau thì khoảng cách nhau từ 15 đến 20 ngày đó. Còn nếu mà các bạn bón cách giữa phân vô cơ và hữu cơ thì cách khoảng từ 25 đến 30 ngày đó. Rồi còn nếu mà bón phân vô cơ với nhau á, thì cách khoảng từ 25 đến 30 ngày. Mình nói như thí dụ như bây giờ các bạn bón phân gà nén này nè, thấy chưa? Lại thí dụ một tay các bạn bón đi, một tay bón thì phải tới 25 ngày sau, 20 đến 25 ngày sau các bạn mới bón cái phần vô cơ này. Đó là sự giữa thằng hữu cơ và vô cơ thì cách nhau khoảng 20 đến 25 ngày. Đó. Còn thí dụ như các bạn muốn bón phân bò, xin lỗi, muốn bón phân hữu cơ, thằng phân gà nén này với phân trùng quế này thì các bạn cách nhau khoảng 15 đến 20 ngày là được, hữu cơ với hữu cơ nhau. Đó. Thì cái cây mình nó sẽ không bị sốc. Chứ đừng nói chi mà các bạn pha trộn. Có nhiều bạn thấy pha trộn chung cái loại phân gà nén này với lại phần DB các bạn ha. Thằng DB các bạn bón rất là coi chừng đó nha bạn, tại cái hàm lượng lân nó cao. Bón ít thì nó không sao, mà lỡ mà bón nhiều với lại bón lúc mà cái cây của mình nó hơi yếu á, là nó chẳng những nó không tác dụng tốt mà nó còn ngược lại nó làm cây mình nó yếu hơn nữa các bạn. Rồi mình nói thêm, nhiều bạn hỏi á, là bây giờ cái loại phân này mình xài sao. Mình nói luôn nha các bạn, cái phân hữu cơ này nó gồm có 130 nguyên tố đa trung vi lượng. Thì mình xài á, này nó có hóc môn sinh trưởng trong đây. Ở cái nào có hóc môn sinh trưởng các bạn không thể xài theo hoài được. Tại sao? Cái hóc môn này là cái hóc môn mình tác động cho nó, mình cho nó thêm, giống như mình giống như cơ thể mình mà chích hóc môn ngoài vô vậy các bạn. Thì khi mình chút mình cho nó hóc môn ngoài vô thì cái hóc môn nội sinh của nó, của cây mai mình nó sẽ không phát không có tạo ra được nữa các bạn. Bởi vậy mà bạn mà bón cái này hoài thì cái cây của mình nó không tạo ra được cái hóc môn nội sinh của nó, thì cái cây mình càng ngày nó càng kiểu như nó làm bầm biến, nó không thèm tạo cái lực để mà tạo ra cái hóc môn nữa đó. Bởi vậy mình không có nên xài cái thằng này hoài, những cái loại mà có hóc môn sinh trưởng nha các bạn, hóc môn sinh trưởng thực vật á. Cái này mình nhắc lại, xài là chỉ đầu năm, sau khi mình chơi Tết đem cây mai ra mình sẽ tưới cái thằng này đó để mà phục hồi bộ rễ của nó. Rồi sau khoảng 2 đến 3 tháng là khoảng tháng 4 á, tháng 4 thì mình bón hoặc là tưới gốc hoặc là xịt một lần nữa. Cái này mình pha nước mình xịt vẫn được, mình pha nước mình tưới gốc vẫn được nha các bạn. Đó là chỉ hai lần trong một năm thôi. Những thằng mà có hóc môn sinh trưởng, những thằng có hóc môn sinh trưởng mình nói luôn nè, là những thằng nào như là Atonis nè, cơm cát nè, đó là những thằng đều có hóc môn sinh trưởng hết nha các bạn. Những thằng đó các bạn xài phải hạn chế, xài những lúc mà cây nó yếu thôi, giờ mình giật dậy được cái cây rồi mình không xài nữa. À, cái cây mình giật dậy là được rồi, mình không xài nữa. Mà xài hoài thì cái cây mình ỷ lại, mình cung cấp cho nó hóc môn hoài, mà hóc môn sinh trưởng hoài nó ỷ lại, nó không có tiết ra được hóc môn nội sinh của nó, là cái cây nó sẽ suy tàn, nó mau tàn, suy tàn theo thời gian lắm nha các bạn. Bạn xài hóc môn sinh trưởng này mau suy tàn theo thời gian lắm. Với lại mà cái loại mà super thai đó các bạn, thuốc kích rễ mà super thai đó là cái hóc môn sinh trưởng rất là dữ đó. Bạn xài super thai hoài luôn là cái cây của mình mới đoàn đầu xài thì thấy nó tốt lắm.
nhưng mà sau dần á là nó giảm tuổi thọ, nó suy liền nha các bạn, nó không bền theo thời gian đâu. Ở những cái thằng mà có hormone sinh trưởng các bạn hạn chế xài. Rồi mình nhắc lại, những phân hữu cơ này nè các bạn chọn một trong các loại phân này là phân nào cũng được với nhau, chứ không cần thiết phải bạn xài hết tất cả các phân hữu cơ nha các bạn. Một là các bạn xài phân gà nén này, gà nén này các bạn có nhiều loại gà nén, xài một trong các loại gà nén thôi, gà nén của Úc, của Hà Lan, của Nhật ha, mua loại nào một thứ xài thôi đó. Rồi kết hợp với phân bò này khoảng chừng 2 đến 3 tháng mình bón phân bò một lần thôi đó. Phân bò mình nói rồi, nó chứa nhiều vi sinh vật lắm. Mình nói thêm là cái phân hữu cơ này á là nó chứa ngoài việc mà nó có nhiều chất dinh dưỡng như NPK đa chung vi lượng á, rồi nó còn có nhiều vi sinh vật phân giải lân và đạm khó tiêu thành dễ tiêu, mà ở phân hóa học này nó không có các bạn hả, không học mà không có. Các bạn bón phân hóa học này hoài là cái hệ vi sinh vật trong chất trồng của mình á là nó bị tiêu diệt hết luôn, nó không còn gì hết á, mà nó bị hệ sinh vật trong chất trồng mà nó không có là cái cây mình tiêu luôn. Sở dĩ mà cây hấp thu được chất á là do vi sinh vật nó phân giải á bạn, phân giải chất á, phân giải chất nhận được cây nó hấp thu mới được, mà cái chất trồng của mình không có vi sinh vật phân giải á, mà bón cái này hoài đạm thì có vi sinh vật phân giải, bón này nó không có vi sinh vật phân giải mà nó còn diệt vi sinh vật phân giải có lợi cho của chất trồng của mình nữa. Bởi vậy mình hạn chế sử dụng phân hóa học là vậy đó. Phân hóa học này mình sử dụng mình phải kết hợp bón thêm cái thằng hữu cơ hoặc là cái thằng Chico Đạt Ma đó bạn, nó có vi sinh vật phân giải để mà nó tạo cái hệ điểm cho cái vi sinh vật trong chất trồng của mình. Vi sinh vật phân giải nó rất là quan trọng nha các bạn, phải bón phân hóa học nhiều làm chai đất ha. Chai đất nó đem lại tác dụng nhanh, bởi người ta nói cái gì cũng đúng mà, cái nào cũng có hai mặt à, nó đem tác dụng nhanh thì nó có hại thôi à. Còn phân hữu cơ này nó tác dụng nó chậm, nó bền, nó có hệ vi sinh vật rất là đa dạng phong phú. Đó, các bạn mua loại nào một thứ thôi nha các bạn. Ví dụ như các bạn mua cái phân vi sinh nước này nè thì xài loại này thôi nha, hoặc là kết hợp với phân bò thôi. Hữu cơ nào này cũng ná như nhau thôi, hữu cơ thì thành phần và nó y da chang nhau nha các bạn, nó gồm có đa chung vi lượng và những cái vi sinh vật phân giải. Theo những năm mình trồng mai mình đúc kết được á thì cái phân hữu cơ mà trà nén này nè thì thành phần dinh dưỡng nó là cao, rất tốt cho cây mai, nhưng các bạn đừng có lạm dụng nó bón nhiều nha các bạn đó. Thằng này nè bạn kết hợp với là phân bò là các bạn trồng được cây mai là tốt rồi, không cần mua nhiều thứ nha các bạn. Bạn đừng thấy tôi giới thiệu đây quá trời thứ đi mua quá trời thứ về bón là xong luôn á. À, chỉ cần thằng phân gà này thôi, hoặc là phân trùng quế thôi, một trong hai thôi, rồi kết hợp với phân bò là đủ chất hữu cơ, ok rồi ha. Thằng này mình nhắc lại chỉ xịt bón được 2 lần trong những tháng đầu năm thôi đó. Rồi các bạn muốn cái cây của mình mà được hơi nhiều bông một chút thì các bạn phải bổ sung phân vô cơ này. Mình khẳng định lại một lần nữa, kết hợp với phân vô cơ này không, nếu mà đúng liều lượng và cân đối thì không ảnh hưởng gì tới cây trồng của mình về tuổi thọ và cái độ bền của nó các bạn đó, bạn yên tâm đi. Chỉ trừ khi mấy bạn lạm dụng quá cái thằng phân vô cơ này thì cái cây các bạn mới bị suy kiệt và giảm tuổi thọ thôi. Giống như các bạn muốn kích bông nhiều thì thằng hữu cơ nó không có kích bông được nhiều rồi, chỉ có thằng vô cơ này nó mới kích bông được nhiều. Kích bông được nhiều là những phân bón lá mà cái hàm lượng lân này cao nè, những phân bón lá mà vô cơ cái hàm lượng lân này cao nè, hoặc là DB cũng là phân hóa học hàm lượng lân nó cao để kích bông. Kích bông kích nụ nhiều thì cái cây của mình nó mau giảm tuổi thọ, đó là quy luật tự nhiên nha các bạn. Ở những nhà vườn người ta kinh doanh, người ta cạnh tranh với nhau thì người ta mới xài phân kích bông kích nụ,
để mà người ta cạnh tranh với những cái nhà vườn, những cái cây của nhà vườn khác, người ta mới bán cho thuê đồ được đó. Chỉ sợ là xài quá nhiều thôi. Còn thí dụ các bạn bổ sung vô một chút ít, mình nói chút ít với liều lượng mà mình hướng dẫn cho những video trước đó, thì không ảnh hưởng gì hết nha các bạn. Các bạn yên tâm mà cứ sử dụng, mình đảm bảo là cái cây mình không ảnh hưởng gì, chỉ trừ khi mấy bạn lạm dụng thôi. Người ta nói gì cũng đúng đó. Cái nào quá nhiều cũng không tốt đó, các bạn nên nhớ điều đó. Phân hữu cơ tuy tốt nhưng mà bạn quá nhiều cũng không tốt đó. Cái nào quá nhiều là cũng không tốt đó. Phân hữu cơ này hàm lượng NPK rất là thấp, để mà muốn hàm lượng NPK cao thì các bạn bón liên tục hạt tiêu của cây mình luôn đó. Không được bón liên tục phân hữu cơ, nhớ nha các bạn, ở theo liều lượng hướng dẫn. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.